Nếu để nhìn trên hình ảnh thế này, các bạn thử đoán xem đâu là bột ngọt Ajinomoto thật và đâu là bột ngọt Ajinomoto giả. Chắc hẳn cũng rất nhiều người như chúng tôi sẽ chẳng phân biệt được thật giả, nằm ở phía bên tay trái hay bên tay phải nếu như không nhìn vào chỉ dẫn này. Tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái vi phạm trí tuệ ngày càng hoạt động tinh vi, khó kiểm soát, điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng. Bởi vậy, với mong muốn tạo ra kênh thông tin hữu ích, giúp người dân nhận diện hàng chính hãng để tránh mua phải hàng giả, Tổng cục Quản lý Thị trường đã mở cửa phòng trưng bày với chủ đề Nhận diện hàng thật, hàng giả, made in Japan. Tại đây có hơn 300 sản phẩm của nhiều thương hiệu đến từ Nhật Bản như Panasonic, Casino, Lotte, Chansino, Honda, Yamaha. Điển hình như bình siêu tốc Panasonic máy tính, đồng hồ casino, áo chống nắng, tất Uniqlo, mỹ phẩm Chancino, vân vân. Đây là các thương hiệu được ưa chuộng tại Nhật Bản cũng như được tiêu thụ nhiều tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, các sản phẩm sử dụng công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam như Hào Hảo cũng được trưng bày, giới thiệu, giúp khách tham quan tìm hiểu, nhận diện sản phẩm. Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, đây là lần đầu tiên Tổng cục trưng bày với chuyên đề riêng là các thương hiệu của Nhật Bản. Hiện nay nhu cầu của người dân Việt Nam đối với các thương hiệu hàng hóa của Nhật Bản là rất cao, cùng với đó cũng xuất hiện tình trạng gian lận thương mại đối với các thương hiệu này. Vì vậy, việc mở cửa phòng trưng bày sẽ giúp người dân tự trang bị kiến thức trong mua sắm, tránh những rủi ro trong mua bán hàng hóa. Được biết trong thời gian tới, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục mở rộng các chuyên đề nhận diện, phân biệt các sản phẩm đối với hàng hóa có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác nhau để phục vụ nhu cầu mua sắm an toàn, hiệu quả của người tiêu dùng. Phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả Made in Japan mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu thông tin miễn phí từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 19 tháng 3 năm 2024.